tôi quyết định đổi đội như sau. Đội thứ nhất là đồng chí Thúy Hậu và đồng chí Diệu Nhi. Đội thứ hai là đồng chí Kỳ Duyên và đồng chí Hoàng Yến. Và đội thứ ba là đồng chí Khánh Vân và đồng chí Nam Thư. Trong hàng có các ông chí có nhất trí không? Nhất trí. Sau đây các ông chí đội thứ nhất, các ông chí ra làm công tác chuẩn bị. Đội 1 chuẩn bị xong chưa? Báo cáo đồng chí giáo viên, xong ạ. Bắt đầu ra. Thời gian 1 phút 20 giây. Tôi quên mất. Ủa, phải có thời gian nữa hả? Ủa, phải có thời gian nữa hả? Đúng rồi, tôi quên mất thời gian á. Cô lên, cô lên. Trúng rồi. Đúng chưa? Trúng rồi, chạm rồi. Đi luôn. Đi đâu? Đi đâu? Trong vòng 1 phút. Tôi này, tôi đi luôn. Ui, cái này xa lắm, đồng chí ơi. Đi luôn. Gắn này gắn nhầm đi, điểm nó sẽ cao hơn. Thôi chị, mình chỉ vào đi. Đó. Em xích ra đứng đứng sau lưng chị nha. Dạ. Báo cáo đồng chí giáo viên, chúng tôi hoàn thành xong nhiệm vụ. Bắt đầu tập. Ê đấy, chưa đội này nó không cắn, không canh địch luôn. Gió, 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 đợi chị. Này đi. Này đi. Này đi. Này đi. Này đi. Báo cáo đồng chí giáo viên, chúng tôi đã hoàn thành xong. Hết. Được. Bắt đầu tập. Từ từ thôi nha. Bình tĩnh thôi, cứ từ từ thôi. Từ từ, từ từ. Không cần phải đợi gì đâu. Nên cho đội của 5 đội của chúng chị Thu là được trừ đi 5 đến 7 giây hay sao đấy. Cố lên. Cố lên, cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên chị ơi. Cố lên. Chị. Chị. Từ từ, từ từ. Đừng có nhảy nhau, đừng có nhảy thôi. Không sao. Ui, trời ơi, nhanh thế. Con đang sung đi, con đang vào đà sung. Ui! 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 Ui!
Ok, mình coi xa kia xa đúng không? Để xuống cho anh. Kia là cái vết tay. Để chị xuống cho. Tránh ra sau luôn chị. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Ui. Ui. Thôi đừng có chạy chỗ đó không nào. Đó. Anh chỉ về đi. Đó.